Nguyên tử buộc chặt hơn một chút cho tôi. Được rồi. Đội trưởng Ngô, đội trưởng Châu, ảnh của Mã Sang đã được gửi qua đó rồi. Hai người xác nhận coi có nhận được chưa. Báo cáo sếp Triệu, đã nhận được. Các tổ chú ý, đây là người cung cấp tin tương đối quan trọng của chúng ta, bắt buộc phải bảo đảm sự an toàn cho cô ấy. Nghe rõ trả lời. Nghe rõ sếp Điền. Nghe rõ. Được. Các tổ bắt đầu hành động. Lão Cũ, bên ngoài đều là cảnh sát. Quản cái gì. Lão Lục, lập tức tới xưởng xe, bảo đảm công nhân thu dọn đồ lại. Quỳ xuống, cảnh sát đây. Nằm xuống. Đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Nằm im. Cấm động đậy. Nằm im. Có theo không? Theo nào? Nào, theo nè. Tất cả ngồi yên, ngồi yên. Cấm động đậy, ngồi yên. Bắt lấy, ngồi yên. Nhanh lên, nhanh lên. Cảnh sát sắp tới rồi. Trói những người này lên xe cho tôi. Cảnh sát tới rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Di chuyển đi, nhanh lên. Còn đứng đó làm gì? Nhanh lên, nhanh lên. Di chuyển đi. Di chuyển đi, nhanh lên. Di chuyển đi. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Ra ngoài. Ra ngoài. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Phía sau nhanh lên. Muốn sống thì ngậm miệng lại. Đi nhanh lên. Ra ngoài nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Ra ngoài. Đi ra ngoài, nhanh lên. Ra ngoài. Ra ngoài, nhanh lên. Nhanh lên đi. Lão Cũ, bây giờ phải làm sao đây? Tôi đã kêu Lão Lục qua bên đó trước coi sao rồi. Tôi đi cùng với anh. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, lên xe. Lên xe. Mau lên xe. Tất cả đứng im, cảnh sát đây. Đứng im, đừng qua đây. Đừng qua đây. Bỏ dao xuống ngay. Ai bước qua, tôi giết nó ngay. Mau thả con tin ra. Tôi sẽ giết cô ta. Chị Lam, chạy mau, chạy mau. Mã Sang, chìa khóa xe ở chỗ cô đó. Mau lái xe đi. Ai qua đây, tôi giết cô ta ngay. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Đừng ai qua đây. Sếp Triệu à, cô ngồi xuống đã. Hành động lần này của chúng ta trên danh nghĩa là một cuộc kiểm tra. Cô ra ngoài như vậy sẽ làm bại lộ mục tiêu. Các tổ chú ý, tôi nhắc lại lần nữa, phải bảo vệ cho Mã Sang và Nhiễm Mai, giữ an toàn cho hai người này. Nghe rõ trả lời tôi. Lùi về sau, không được cử động. Mã Sang, mau. Mau lên xe. Đừng qua đây. Đừng ai qua đây. Lên xe đi. Đứng im. Đứng im. Đứng im. Anh Phong, đi mau đi. Kệ cậu ta, lái xe đi.
đứng im. Xuống đây, tất cả xuống đây. Mau thu dọn tất cả đi, mau lên. Còn dọn cái gì nữa, cảnh sát tới nơi rồi. Mau, mau lên. Mở cửa, mau lên. Lão cụ, tới rồi, không kịp rồi. Đứng im, đứng im, ngồi xuống, không được cử động. Ngồi im. Mau, mau đuổi theo. Đại hậu, đại hậu, mau kéo tôi. Đại hậu, đại hậu, đại hậu, đại hậu, đại hậu. Báo cáo, Đa Tử và Lam Kiều đã chạy thoát. Báo cáo sếp điện, Đa Tử đã được thả rồi. Được. Các tổ nghe rõ đây. Ngoài trừ Đa Tử ra, tất cả nghi phạm bắt buộc phải thu lưới cho tôi. Người bỏ chạy, tiếp tục truy lùng. Lão cũ, nào, chậm thôi. Lão cũ, anh không sao chứ? May mà Thẩm Phong để lại con tin này. Thẩm Phong đâu? Bị cảnh sát bắn bị thương, bắt lại rồi. Hắn không phản bội chứ? Không đâu. Thẩm Phong tuyệt đối không bán đứng chúng ta. Lão Lục và Đại Hậu đâu? Tên khốn Lão Lục đó tự mình bỏ chạy rồi. May có Đại Hậu đã liều chết cứu tôi. Nếu không tôi không xong rồi. Đại Hậu đâu? Rơi xuống vách đá rồi. Khả năng... Đi, tới chỗ thiên canh trước đi. Cầm thứ này, bịt mắt của ta. Mau lên, tới chỗ thiên canh trước đi. Còn ngẩn ra đó làm gì, mau lái xe. Nếu không nghe lời, không có gì tốt đẹp với cô đâu.
Có cần nói với lão tứ không? Tạm thời không cần. Chuyện tối nay xảy ra quá đột ngột, cũng vô cùng kỳ lạ. Ổn định trước đã, rồi nói sau. Lão cũ, xảy ra chuyện rồi sao? Sao mọi người đều tới đây? Mau dìu lão cũ, chân lão cũ bị thương rồi. Lão cũ, anh không sao chứ? Không sao. Vào nhà nói đi. Đi. Đi nào, mau lên. Mau dẫn hắn đi thẩm vấn đi. Mộng Nam, đây là án gì? Tìm thấy Châu Thần Hà rồi. Châu Thần Hà? Đúng. Tìm thấy ở đâu? Đi, tới phòng làm việc của sếp Điền đi. Đêm hôm qua, lúc đội trị an kiểm tra đột xuất một căn biệt thự cao cấp, có phát hiện mới. Đó là biệt thự ở Hồ Chỉ Dương. Đã phát hiện những cô gái mất tích mà thời gian trước chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, chính là đang bị giam giữ ở căn biệt thự này. Cái gì chứ? Vậy đã cứu được toàn bộ ra rồi sao? Đúng. Nhưng một cô gái trong số đó trong lúc hỗn loạn đã bị bọn chúng đưa đi mất. Vậy cô gái bị đưa đi đó là ai? Vẫn chưa xác nhận được thân phận. Đội trưởng Triệu à, tình hình những cô gái được cứu bây giờ thế nào rồi? Châu Thần Hà và ba cô gái trong đó tình trạng sức khỏe không được tốt. Lăng Thần đã đưa tới bệnh viện rồi. Tôi để Cận Nghiệp và Tây Thụy qua đó kiểm tra một chút, thuận tiện lấy lời khai. Được rồi. Không những phát hiện ra những cô gái đã mất tích, mà ở trong căn biệt thự này còn có phát hiện lớn hơn. Ở trong căn biệt thự này có xưởng sản xuất ma túy ngầm. Trong biệt thự có xưởng sản xuất ma túy sao? Đúng. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa số lượng ma túy được sản xuất rất lớn. Tình hình cụ thể tôi đã bàn giao cho đội phòng chống ma túy của tỉnh đi phụ trách rồi. Sếp Hồ, trước đây anh có hiểu biết bao nhiêu về khu biệt thự Hồ Chỉ Dương này? Trước đây tôi cũng nghe qua người trong giới thương nhân nói đến. Chỉ biết khu biệt thự Hồ Chỉ Dương là khu biệt thự tư nhân cao cấp, người bình thường không thể vào được. Thật không ngờ còn giấu bí mật lớn tới như vậy. Phải rồi sếp Điện à. Hay là như vậy, lát nữa tôi đại diện cho người trong cục tới bệnh viện coi Châu Thần Hà và mấy cô gái khác ra sao. Dù sao vụ án Châu Thần Hà mất tích trước đây cũng tạo dư luận lớn trong xã hội mà. Được, anh nghĩ vậy rất đúng đó. Đi đi. Alo, tôi Điền Phong nghe. Nói đi. Cái gì? Tối qua kẻ tình nghi phạm tội có một người chạy thoát sao? Rồi ngã xuống vách núi à? Đã lục soát chưa? Tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy phải không? Xác định danh tính kẻ tình nghi này chưa? Tên là gì? Cái gì? Đỗ Đại Hậu. Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin vui lòng gọi lại sau. Sếp Điền, anh cảm thấy Đỗ Đại Hậu có gặp nguy hiểm không? Không biết. Trước đây cậu ấy nói với tôi, cậu ấy có tới mấy cái mạng. Nhưng mà lần này tôi thật sự không biết. Được rồi, chúng ta ở đây lo lắng cho cậu ấy cũng không giúp được gì hết. Quay về làm việc đi. Sếp Điền, sao vậy? Vừa nãy có một tình tiết
Không biết anh có chú ý đến không? Tình tiết gì? Nói đi. Vừa nãy anh nói những cô gái bị bắt cóc, có một người đã bị cướp đi. Nhưng mà trong lúc hỗn loạn, có một cô gái đã bị bọn chúng đưa đi. Vậy cô gái bị đưa đi là ai vậy? Bây giờ vẫn chưa rõ thân phận. Biểu hiện của Hồ Khắc Cường vô cùng căng thẳng. Anh ta lập tức hỏi anh, cô gái bị cướp đi đó là ai? Tôi đang nghĩ trong số những cô gái này, ngoài Châu Thần Hà mà anh ta quen ra, anh ta còn quen một người. Chính là Nhiễm Mai. Đúng, chỉ có thể là Nhiễm Mai. Cấp cứu. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Anh đã bị bao vây, bỏ súng xuống ngay. Nếu như anh chống cự tới cùng, chỉ có con đường chết thôi. Chắc chắn anh trốn không thoát đâu. Không bỏ súng xuống, tôi nổ súng đó. Bỏ súng xuống ngay. Thả con tin ra, thả tôi ra, câm miệng. Đừng làm hại con tin. Có điều kiện gì, chúng ta bàn bạc. Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ nổ súng ngay. Tôi cảnh cáo anh, bỏ súng xuống ngay. Cứu tôi với, bỏ súng xuống ngay. Cứu tôi với, câm miệng lại. Sao hả? Muốn bắt tao sao? Được, tụi mày thử đi, xem cô ta có chết không. Lùi lại cho tao. Lùi lại ngay. Đừng làm hại con tin. Bỏ súng xuống đi. Cứu tôi với. Sao không bắn đi? Đứng yên đó. Đừng làm hại con tin. Bỏ súng xuống đi. Cứu tôi với. Lùi lại ngay. Cứu tôi. Lùi ra. Nếu không tao nổ súng ngay. Anh bị bao vây rồi, không thoát được đâu. Lùi lại ngay. Lùi lại. Anh bình tĩnh đi. Anh là Thiên Cương. Chắc anh cũng nhận ra tôi. Con tin trên tay anh chỉ là một y tá. Cô ấy không có tác dụng gì với anh hết. Tôi là cục trưởng, tôi trao đổi với cô ấy. Được không? Đứng yên đó. Đừng giả bộ. Tao cảnh cáo mày, nếu dám giở trò với tao, tao sẽ nổ súng ngay. Chờ chút. Tôi là nữ, tôi trao đổi với cô ấy. Không được. Cứu tôi với. Ngậm miệng lại đi. Chúng mày lùi hết ra sau. Nếu không tao nổ súng ngay. Tránh ra. Bảo vệ an toàn cho con tin. Lùi ra sau ngay. Tao bắn nó bây giờ. Lùi ra sau. Cứu tôi với. Lùi ra sau. Tránh ra. Tao không muốn bắn đâu. Đừng ép tao. Tránh ra. Tụi mày tránh ra hết đi. Cứu tôi với. Tránh ra. Đừng làm con tin bị thương. Cứu tôi với. Mở cửa. Mở cửa nhanh lên. Bảo vệ an toàn cho con tin. Đừng qua đây. Mọi người chia ra hai hướng đi, chia hai hướng đi, nhanh lên, nhanh lên.
Tôi đã báo cáo chuyện đó với ông Trùm. Theo thông tin tình báo cho biết, tạm thời lão Tứ không có gì khác thường, vẫn là người của chúng ta. Vậy thì tốt rồi. Lần này chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng, tôi đương nhiên không muốn vào lúc này lại mất thêm lão Tứ đâu. Ông Trùm nói tạm thời ông cứ yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày, việc sau này chúng ta chỉ có thể bàn lại kỹ hơn. Khoa cấp cứu, làm sao bây giờ? Không hỏi được cái gì hết. Sếp Hồ, sếp Hồ, lấy được khẩu cung chưa? Tình trạng của Châu Thần Hà sao rồi? Vẫn hôn mê không tỉnh, nhưng hình như vừa mới tỉnh lại. Bác sĩ nói do trước đây tiêm lượng thuốc quá lớn, thêm việc quá mức sợ hãi, cho nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Hỏi gì cũng không biết, không thể lập hồ sơ. Ba cô gái khác thì sao? Tình hình của ba cô gái khác tương đối ổn định. Tôi và Tây Thụy đã tới chỗ họ lấy khẩu cung đơn giản. Lúc đám tội phạm bỏ chạy đã bắt theo một cô gái, rất có thể là Nhiễm Mai. Cậu chắc chứ? Mặc dù các cô gái thường không nói chuyện với nhau, nhưng mà hình như bọn họ đều có ấn tượng mạnh với Nhiễm Mai. Tôi và Cần Nghiệp đã lấy được khẩu cung. Căn cứ vào đặc điểm bọn họ miêu tả thì chúng tôi có thể xác định là Nhiễm Mai. Được. Bây giờ tôi vào trong thăm Châu Thần Hà một chút. Vì cơ thể cô ấy không thích hợp để lấy khẩu cung nên hai người về trước đi. Được rồi, tạm biệt sếp Hồ. Anh là... Tôi là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hồ Khắc Cường. Chào sếp, chào sếp. Chào anh. Chào sếp. Châu Thần Hà. Đừng sợ, đừng sợ mà. Thần Hà, Thần Hà, Thần Hà. Bây giờ con an toàn rồi. Ba mẹ đang ở đây, không sao đâu. Con đừng sợ, đừng sợ mà. Con gái của mẹ đừng sợ. Sếp Hồ, lũ người xấu kia thực sự là súc sinh, không bằng heo chó. Bọn chúng dám cho con gái tôi dùng ma túy, hại nó ra nông nổi như thế này. Cảnh sát các người nhất định phải bắt hết đám người xấu kia, trừng trị thích đáng. Không, phải xử bắn từng đứa một, xử bắn chúng đi. Anh đừng kích động mà, tôi hiểu tâm trạng của anh. Việc đưa phần tử tội phạm ra công lý là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi. Tôi sẽ tìm chuyên gia ở trung tâm cai nghiện đến giúp Châu Thần Hà điều trị càng sớm càng tốt. Trách nhiệm hiện tại của hai người là phải ở bên cạnh con gái của mình nhiều hơn, cho cô ấy nhiều sự ủng hộ và cổ vũ, để cô ấy mau khỏe lại, thoát khỏi bóng ma tâm lý này. Phải, sếp Hồ nói đúng đó. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giúp con gái chúng ta mau khỏe lại. Sếp Hồ, chuyên gia mà sếp nói, chừng nào mới có thể tới chữa bệnh cho con gái tôi vậy? Chị không cần sốt ruột đâu, tôi sẽ cho sắp xếp ngay. Cảm ơn sếp. Được rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Giờ rồi tôi nói rõ ràng rồi mà, sao hai người cứ hỏi hoài vậy? Chuyện mua bán gái lần này đều do một mình Thẩm Phong này làm từ đầu tới cuối.
Tôi đây làm quản lý ở karaoke Dâu Tay Dại, một tháng chỉ có chút tiền lương, đương nhiên phải tìm đủ mọi cách để kiếm thêm thu nhập cho mình rồi. Chuyện này bình thường thôi mà. Thẩm Phong, sao anh tưởng anh có thể ôm hết tất cả chuyện này một mình anh sao? Sếp Triệu à, cô cũng coi thường Thẩm Phong tôi quá rồi. Tôi nói cô nghe, vụ làm ăn này con mẹ nó đều do một mình tôi làm hết. Thẩm Phong, coi chừng thái độ và lời nói của anh đi. Đây là đội cảnh sát hình sự, không phải Dâu Tay Dại đâu. Được rồi, vậy anh nói tôi nghe thử, 25 cô gái đó anh tìm ở đâu ra? Tôi hả? Đầu tiên, trên Internet tôi đã đăng một quảng cáo giả, rồi lợi dụng danh nghĩa của một công ty giải trí văn hóa đăng một thông báo đặc biệt để tuyển dụng các cô gái trẻ đẹp ở trên mạng. Hơn nữa tôi còn hứa cung cấp cho bọn họ cơ hội để tham gia vào các chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Sau khi tôi đăng quảng cáo thì có rất nhiều các cô gái đã gửi sơ yếu lý lịch cho tôi. Tiếp đó tôi bắt đầu chọn lựa những cô gái có ngoại hình tốt nhất trong số đó, hơn nữa còn phải ở xa thành phố Hải Châu. Sau đó mới mời bọn họ đến Hải Châu để mà phỏng vấn. Tôi còn nói dối với họ là bởi vì chuyến đi lưu diễn ở nước ngoài lần này là bí mật thương mại, cho nên tôi cứ nhấn mạnh với họ khi họ tới Hải Châu phải giữ bí mật tuyệt đối. Sao tôi phải làm vậy? Vì khi những người này mất tích, cô nghĩ người nhà của họ, rồi họ hàng hay bạn bè có thể không tới Hải Châu tìm người hay sao chứ? Về việc này anh đúng là suy nghĩ rất cẩn thận đó. Chẳng trách lúc chúng tôi kiểm tra những người mất tích gần đây thì chẳng tìm thấy thông tin gì. Vậy hai cô gái Châu Thần Hà và Nhiễm Mai thì sao? Hai người này đều sinh sống ở Hải Châu. Anh đừng nói với tôi bọn họ tự chui đầu vào lưới nha. Hai cô gái đó sao? Hai cô gái đó là người giàu sao? Bởi vì tôi không thể tìm đủ số lượng người nên tôi đã tới chỗ đám buôn người mua đỡ hai đứa. Đám buôn người sao? Đúng, đám buôn người. Được, vậy anh nói cho tôi nghe là đám buôn người nào? Ờ thì ở phía nam thành phố Hải Châu. Ở phía nam đó. Là ở phía nam đó. Sếp Triệu à, mấy chuyện buôn bán này đều là kiểu mua nhanh bán gọn, sau khi trả tiền xong thì chẳng còn ai biết ai nữa. Bây giờ cô hỏi tôi chuyện này nó thế nào thì sao tôi nhớ nổi. Được rồi Thẩm Phong, đừng tưởng anh không nói càng nghe càng thấy giống một nhóm tội phạm có tổ chức và có tính toán trước. Anh coi, nếu như chúng rơi vào tay chúng ta thì nói gì, nói ra sao, dường như đều được chúng chuẩn bị từ trước. Anh thấy sao? Nếu như là một tổ chức, vậy thì bọn chúng chắc chắn sẽ có những quy định riêng. Không chỉ băng đảng buôn bán các cô gái mà còn cả băng đảng ma túy. Hai nghi phạm bị bắt tại hiện trường hỏi gì cũng lắc đầu, giống như công nhân nhà máy chỉ biết cắm đầu làm, cuối tháng lãnh lương, chẳng hề biết chuyện gì hết. Người như bọn họ khi đã hạ quyết tâm theo con đường này thì nhất định sẽ tính đến hậu quả rồi, thậm chí đã sắp xếp xong hậu sự rồi. Theo tôi đoán, dù là mấy gã đàn em cấp dưới cũng không dám nói bậy đâu, vì phần lớn đều lo cho sự an toàn của người nhà mình. Sếp Hồ, sao sếp rành tình hình nội bộ của bọn chúng quá vậy? Là như vậy, mấy năm qua tôi cũng tiếp xúc không ít vụ án,
nên cũng hiểu được một vài thủ đoạn phạm tội của các phần tử tội phạm này. À phải rồi, sếp Điền, tôi có một số chuyện tôi luôn muốn thành thật thú nhận với anh, nhưng tìm mãi cũng không có cơ hội thích hợp. Anh coi, tối nay anh rảnh không? Sao vậy sếp Hồ? Sao lại anh nói giống một tên tội phạm vậy? Tôi nói giỡn thôi. Sếp Hồ tìm tôi thì đương nhiên tôi có thời gian rồi. Vậy đi, lát nữa chúng ta tìm một chỗ nào đó tâm sự cho đã. Chờ cuộc gọi của tôi đi. Được. Bây giờ cô hỏi bọn họ là ai, làm sao tôi nhớ nổi chứ? Thôi đi Thẩm Phong, đừng quên cảnh sát đã bắt được hai tên nghi phạm trông giữ các cô gái kia. Miệng của bọn họ không được kín giống như anh đâu. Sếp Triệu à, sếp không cần phải lừa tôi. Tôi biết hai người đó. Bọn chúng chỉ là bọn trông coi mấy đứa con gái trong nhà kho thôi. Chúng chẳng biết một cái gì hết. Trương Phi, dẫn đi. Được. Không ký tên gì sao? Bớt nói nhảm đi. Đi thôi. Sếp Điền, cảm ơn sếp Hồ, anh gọi nhiều món vậy sao? Thật ra tôi cũng muốn mời anh đi ăn tối lâu rồi, nhưng mà vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Sao lại nói không có cơ hội chứ? Chúng ta làm việc cùng nhau, ngày nào cũng gặp, anh muốn mời lúc nào mà không được chứ? Cũng đúng, tôi cũng đã nhìn ra, anh gọi tôi ra đây, để ở đây chỉ còn mỗi mình tôi và anh. Nhất định là có chuyện gì đó quan trọng muốn nói rồi. Không sai. Chuyện gì vậy? Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Là chuyện của Nhiễm Mai. Không, nói đúng hơn là chuyện của thầy giáo tôi, Nhiễm Giang. Được, nói tôi nghe thử đi. Anh coi, anh cũng đến Hải Châu không lâu. Vụ án 821 đến giờ cũng chưa giải quyết xong. Cũng trong vụ án này, tôi và Mộng Nam cũng xảy ra một số hiểu lầm nhỏ. Theo tính nhạy cảm trong nghề của tôi luôn cho là cần phải theo dõi người nhà của Nhiễm Giang. Chỉ khi làm như vậy mới có thể bảo vệ an toàn cho mẹ con của Mai Mai, đồng thời có khả năng thu hoạch được những bằng chứng vô cùng quan trọng. Nói tiếp đi. Nhưng mà tôi không ngờ, hôm đó Tiểu Trương của khoa kỹ thuật trinh sát nói là đã nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Mai Mai. Tôi còn chưa kịp báo cáo chuyện này với anh thì Mai Mai đã mất tích. Nên tôi nghĩ chuyện này rất kỳ lạ. Đương nhiên rồi, về chuyện Nhiễm Mai mất tích, quả thật rất kỳ lạ. Điều lạ hơn chính là Nhiễm Mai lại xuất hiện trong nhóm các cô gái bị lừa bán đi. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị giải cứu thì cô ấy lại bị nhóm tội phạm này bắt làm con tin thêm một lần nữa. Về chuyện này, tôi vẫn luôn cảm thấy thật sự có lỗi. Anh nói tôi đã nghe được anh và Mai Mai nói chuyện. Đáng ra lúc đó tôi phải kêu người đi bảo vệ em ấy mới đúng. Sếp Hồ, về chuyện này thì tôi chắc chắn phải phê bình anh. Bây giờ thế cục rất phức tạp. Trong tình huống anh không xin chỉ thị cũng không báo lên trên, sao anh có thể tự ra quyết định nghe lén điện thoại nhà sếp Nhiễm chứ? Đúng, là lỗi của tôi. Chuyện cũng đã tới mức này rồi, tôi cũng không muốn trách móc thêm gì anh vào lúc này nữa. Tôi chỉ khuyên anh hãy bỏ gánh nặng trong lòng mình xuống đi.
đừng tạo thêm áp lực cho mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nhanh chóng giải cứu được Nhiễm Mai. Có lẽ đến lúc đó tất cả chân tướng sẽ được phơi bày. Có đúng không? Đúng. Nào, ăn thêm chút đi. Anh cũng ăn đi. Cảnh sát đã phát hiện một xưởng sản xuất ma túy khối lượng lớn trong khu nghỉ dưỡng Hồ Chỉ Dương, thu được số lượng lớn thuốc đã qua xử lý. Hai đối tượng sản xuất đang chuẩn bị tiêu hủy ma túy bị bắt ngay tại chỗ. Có chuyện gì sao lão cửu? Trước khi xảy ra chuyện, tôi từng kiểm tra hàng trong kho. Phải là 150 kg mới đúng. 150 kg. Số này nhiều hơn số bản tin đưa tận 20 kg. Lão cửu, lúc đó ông có đếm nhầm không? Không có khả năng. 150 kg đó đều là thành phẩm được xếp ngay ngắn trên kệ. Tôi định tới thứ bảy sẽ đóng gói và đưa ra ngoài tiêu thụ. Lúc xảy ra chuyện, dưới tình thế cấp bách, đúng là tôi kêu người tiêu hủy đám hàng này. Nhưng mà tôi đoán bọn chúng vừa mới gom hàng lên bàn thì cảnh sát đã ập vào rồi. Vậy rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề chứ? Ông Trùm gọi. Ông Trùm, Đà Tử, lượng ma túy hình như không đúng lắm. Xảy ra chuyện gì vậy? Nguồn gốc vấn đề nằm ở đâu? Tôi tạm thời không thể trả lời anh rõ ràng. Nhưng mà tôi sẽ nhanh chóng điều tra ngay. Anh nghe cho kỹ đây. Chúng ta không thể bị cảnh sát cắn xong còn bị người nhà cắn thêm một cái. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho anh một lời giải thích rõ ràng. Được. Lão cửu à, tôi muốn vào phòng Nhiễm Mai để xem một chút. Nhiễm Mai, sao cô không ăn cơm đi? Nhiễm Mai, đừng ngủ nữa, mau dậy ăn cơm đi. Tôi không muốn ăn. Không muốn ăn sao? Cô sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không? Nóng quá. Cô sốt rồi. Khát. Uống nước đi, nào. Chậm thôi. Chậm thôi. Đắp mền cho kỹ vào. Chị Lam à, Nhiễm Mai sốt rồi. Cơm hôm nay cũng không đụng tới. Thiên Cương à, cậu có thuốc không? Vậy phải làm sao đây? Em sợ thử thấy nóng dữ lắm, sốt tới mơ màng rồi. Nếu như cô ta cứ sốt như vậy, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chẳng có ích gì cho chúng ta đâu.
Như vậy đi, chân tôi dạo này cũng rất đau, tôi cần thuốc kháng viêm và giảm đau. Mã San. Dạ. Cô vào thành phố mua tất cả các loại thuốc cần mua về đây. Được được được, giờ tôi đi ngay. Anh Hậu, anh không chết? Anh không chết hả? Em biết là anh sẽ không chết mà. Bị thương ở đâu vậy? Để em coi thử đi. Được rồi, cô làm vậy tôi mới đau đó. Vậy mặt anh bị trầy rồi, em lấy thuốc cho anh nha. Không cần. Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Làm em sợ muốn chết, bọn họ đều nói anh chết rồi. Nhưng em biết anh không thể nào chết được. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, làm sao chết được? Vậy anh mau nói cho em nghe đi, anh đã đi đâu, xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì để nói hết. Có lẽ hôm đó chưa phải ngày chết, lúc đó tôi lăn xuống vách núi, ráng chụp thứ gì đó để dừng lại, nhưng không cách nào chụp được. Nhưng mà cũng may mắn, dưới vách núi có một dòng nước. Sau khi tôi rớt xuống nước, tôi đã dùng hết sức toàn thân để bơi vào bờ, sau đó chẳng còn nhớ gì hết. Lúc tôi tỉnh dậy thì biết là mình được một ông lão nhặt rác cứu tôi lên. Tôi nằm ở đó 3 ngày 3 đêm mới hồi phục được. Giờ vẫn còn sốt đây. Anh bị sốt sao? Em có thuốc nè. Thuốc này em mua cho Nhiễm Mai. Nhiễm Mai cũng sốt rồi. Nhiễm Mai? Cảnh sát không cứu được cô ấy sao? Khi đó Thẩm Phong khống chế cô ấy. Có điều những cô gái khác đều được cứu rồi, chỉ còn cô ấy thôi. Anh Hậu à, sau khi anh tỉnh lại, có liên lạc với cảnh sát không? Không có, điện thoại tôi mất rồi. Vậy chuyện xảy ra 2 ngày nay anh đều không biết sao? Biết đại khái thôi, tôi đọc báo rồi. Lão cửu đưa tụi em ra ngoại ô, tới một chỗ có người tên là Thiên Canh. Thiên Canh này rốt cuộc làm nghề gì em vẫn còn chưa biết. Em ra ngoài gần nửa ngày rồi, phải mau chóng quay trở về ngay. Sau khi tôi tỉnh lại, lo lắng nhất là sợ mất liên lạc với lão cửu. Vậy đi, cô thu dọn một chút, tôi cùng cô qua đó. Được. Làm sao đây? Người đó chính là Thiên Canh. Bình thường anh ta không hay nói chuyện cùng người khác, ai cũng không đáp lời, ngoại trừ lão cửu. Hơn nữa trên người anh ta luôn luôn có súng. Anh nhất định phải cẩn thận đó. Người này hình như tôi đã từng gặp rồi. Vậy sao? Đi thôi. Thiên Canh, lão cửu có đây không? Sao cô dẫn anh ta tới đây vậy? Quy tắc lão cửu đặt ra cô quên rồi sao? Anh ấy là anh Hậu, Đỗ Đại Hậu. Chính anh ấy đã cứu lão cửu. Hai người chờ ở đây.
Nơi hoang dã này là một nơi rất tốt để ẩn thân đó. Đúng vậy, bình thường căn bản sẽ không có ai chú ý tới nơi này hết. Qua đây đi. Đi thôi. Hảo tử, qua đây, qua đây. Lão cửu, tên nhóc này mạng cũng lớn thật, sau này có thể làm nên chuyện lớn đó. Ngồi đi, ngồi đi. Chị Lam, ngồi đi. Đại hậu, cậu không sao thì quá tốt rồi. Sao cậu gặp được Mã Sang vậy? Nói ra cũng dài lắm. Hôm đó tôi lăn xuống vách núi, sau đó rơi xuống nước, đại nạn không chết. Sau đó tìm cách liên lạc với mọi người nhưng không được, đành phải tìm cô ấy thôi. Đúng, lúc tôi đi mua thuốc đột nhiên nhớ ra trong nhà tôi có một bình rượu thuốc, là bạn tôi mang từ quê tới, rất hiệu quả với vết thương bên ngoài. Vì vậy tôi quay về nhà lấy. Sau đó thì gặp được anh Hậu. Xem ra quan hệ của hai người tốt đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi đó. Không phải, trước đây anh Hậu từng qua nhà tôi mấy lần, là bởi vì có việc. Hơn nữa khi đó còn đề phòng lỡ như đúng đúng. Lão cửu, đây là rượu thuốc, tôi đưa thuốc cho Nhiễm Mai đây. Lão cửu, tiếp theo chúng ta dự tính thế nào đây? Cứ đợi ở đây cũng không phải là kế lâu dài đâu. Việc này tất nhiên cậu không cần lo lắng, bên chỗ ông Trùm tự có sắp xếp. Chúng ta đều là người làm việc lớn, tất nhiên phải trải qua một chút sóng gió rồi. Được, vậy mấy ngày nay tôi ra ngoài thăm dò tình hình trước. Hậu tử à, hôm đó lúc chúng ta chạy ra ngoài, cậu có động tới số hàng trong kho không? Không có. Hôm đó chạy quá vội vã. Nói thật là tôi thật sự muốn mang đi một ít. Vậy hôm đó cậu và lão Lục, ai là người rời khỏi cuối cùng? Là anh Lục. Anh Lục đâu? Lão Lục, lúc mấu chốt đến cái bóng của cậu ta cũng không nhìn thấy đâu. Không nhắc cậu ta nữa. Hậu tử à, buổi trưa ở lại ăn cơm đi. Để Thiên Canh nấu hai con cá cho cậu bồi bổ. Bớt sợ hãi, cá ở đây rất tươi. Thiên Canh tự nuôi đó, rất tươi đó nha. Ăn thử đi rồi biết. Dạ được. Thiên Canh à, sao cậu còn chưa đi? Đi mau đi. Tôi mặc kệ trước đây ở địa bàn của Thẩm Phong cậu làm cái gì, bây giờ cậu đã tới chỗ này. Anh Lục, xảy ra chuyện nơi này là của ai? Của tôi. Nếu cậu còn làm ra chuyện giống như tối hôm qua, cút, cút, cút ngay. Chạy cái gì? Tôi đâu phải là quỷ chứ. Anh Hậu à, Bọn họ đều nói anh đã chết rồi. Cái tin tức này truyền cũng thật nhanh đó. Yên tâm đi, hôm nay tôi tới không phải gây phiền phức cho cậu đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, mấy ngày nay có nhìn thấy anh Lục của các cậu không? Nghe nói anh Lục đã xảy ra chuyện rồi. Lại là nghe nói. Không phải bây giờ tôi vẫn sống sờ sờ đó sao? Anh nói cũng đúng. Người anh em, có muốn khiến cho Khâu lão Lục xảy ra chút chuyện không?
Anh Hậu à, anh lại nói giỡn rồi. Ân oán giữa các đại ca, đám đàn em như tụi tôi sao dám động vào. Anh Hậu, đau không? Khâu Lão Lục trơ mắt đứng nhìn tay cậu bị biến thành như vậy, cũng không dám nói một câu nào hết. Trong lòng cậu cảm thấy cậu ta xứng đáng làm đại ca không? Tôi tin rằng cậu cũng hiểu. Thật ra chuyện lần trước, trong lòng cậu đã rất rõ ràng rồi mà. Cậu chỉ là một con dê thế tội thôi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ra mặt bảo vệ đại ca là chuyện nên làm mà. Nhưng đại ca cũng phải biết điều mới được. Tay của cậu vì cậu ta mà biến thành như vậy. Cậu ta không những không thưởng cho cậu, coi trọng cậu, còn chê cậu cản trở, đá cậu sang một bên. Có phải không? Anh Hậu à, anh nói đi, anh muốn tôi làm gì? Thật ra rất đơn giản thôi. Cậu ra ngoài thả chút gió là được rồi. Nói là đại ca Đinh ở Thành Đông vừa nhận được trên dưới 20 ký hàng cao cấp từ tay của Khâu Lão Lục. Như vậy là xong rồi. Tin tức này một khi để đám con nghiện biết được, không đến một ngày sẽ truyền ra khắp nơi đó. Khâu Lão Lục xong rồi. Còn sòng bạc này có thể đến tay cậu hay không, phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Tôi tin cậu biết phải làm như thế nào. Các đồng chí, Hồng Cốc tìm đường sống trong chỗ chết, đã quay trở về bên cạnh Đà Tử. Chuyện này đối với tổ hành động đặc biệt chim săn chúng ta mà nói là tin tức vô cùng tốt đẹp. Chúng ta có thể dựa vào cậu ấy có được nhiều tin tức giá trị hơn mà không bị gián đoạn. Căn cứ tình hình trước đây chúng ta có được, trong băng đảng xã hội đen ở Hải Châu có một nhân vật kết nối giữa bọn họ. Ông Trùm, biệt danh Lam Thước, nhưng người này ẩn thân vô cùng sâu. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có mục tiêu chính xác để có thể nắm được tình hình của người này. Như vậy cũng không sao, chúng ta tiếp tục nhìn tới hai nhân vật bên dưới hắn ta. Trước hết chúng ta bắt đầu từ người phụ nữ này. Nói đến thân thế Lam Kiều ở Hải Châu, Quyển Dạ Sắc, Dâu Tây Dại là hai hộp đêm cao cấp. Dễ bề ngoài, Lam Kiều quản lý tình hình kinh doanh của hai hộp đêm cao cấp này và cả mặt đối ngoại nữa. Trên thực tế đơn giản như vậy sao? Chỉ có dọn dẹn hai hộp đêm này sao? Không phải. Ở Hải Châu chúng ta có một đường dây lừa gạt phụ nữ, buôn bán gái mại dâm xuyên quốc gia, bất hợp pháp. Bây giờ với những thông tin chúng ta có được, có thể kết luận Lam Kiều này chính là kẻ đứng sau đường dây buôn bán gái mại dâm xuyên quốc gia. Đội trưởng Triệu, để người của đội hình sự phá vụ án mại dâm xuyên quốc gia này trước đi. Tìm ra tất cả nhân vật trung gian cho tôi. Rõ, tôi đã hiểu. Tiếp theo nói về Lão Cửu. Trước đây đội trưởng Triệu từng nói ông ta ở trong khu nghỉ dưỡng Hồ Chỉ Dương, ăn ở đều ở trong đó, là quản lý của khu nghỉ dưỡng này. Hắn là một người có thân phận đơn thuần. Nhưng sự thật thì sao? Đó là mạng lưới sản xuất ma túy lớn nhất Hải Châu chúng ta. Đây là nhân vật mấu chốt. Bây giờ chứng cứ chúng ta nắm được, có thể kết luận lượng ma túy hắn ta làm là vô cùng lớn. Có thể nói ở địa bàn Hải Châu chúng ta không thể tiêu thụ hết. Ma túy đã được bán đi đâu? Chúng ta có thể suy đoán ra ma túy hắn sản xuất ra không chỉ tiêu thụ tại địa bàn, mà còn được vận chuyển tới bất cứ nơi nào trên cả đất nước này, thậm chí là ra nước ngoài. Sau khi có được suy luận này,
chúng ta có thể giải được vấn đề gì? Con đường vận chuyển, vào thời gian nào, dùng thủ đoạn gì, thông qua phương tiện giao thông nào để vận chuyển đi? Đây là điểm quan trọng tiếp theo chúng ta phải tìm ra. Vậy bây giờ hãy gác lại vấn đề này sang một bên. Chúng ta cần bắt người trước. Nhớ kỹ là người. Thuận theo manh mối về lão cửu, bên dưới còn có hai người nữa. Người này là Khâu Lão Lục. Mọi người có lẽ đều quen thuộc rồi. Đây là một nhân vật nguy hiểm. Còn một người nữa, chính là sát thủ chuyên nghiệp của băng đảng này, Thiên Canh. Từ chứng cứ có thể thấy, vụ tai nạn xe 1011 của Giang Hoài là do chính hắn ta làm. Tin tức Hồng Cốc gửi cho chúng ta là người này 24/24 đều mang súng bên người. Đặc điểm của khẩu súng này hoàn toàn phù hợp với súng ở vụ án 821 của Nhiễm Giang. Sẽ trùng hợp như vậy sao? Vụ án 1011 và vụ án 821 là do cùng một người thực hiện. Người này chính là sát thủ chuyên nghiệp này. Hắn chính là Thiên Canh. Tất cả manh mối hiện nay đều chỉ về hắn ta. Khả năng này là vô cùng lớn. Nhân vật này mặc dù nguy hiểm, nhưng bây giờ đã dần dần lộ ra khỏi mặt nước và nằm trong vùng kiểm soát của chúng ta. Ở trong băng đảng này còn một nhân vật nguy hiểm nữa, chính là Lão Tứ. Không thể xem thường nhân vật này. Sự nguy hiểm của hắn không ở việc sản xuất ma túy hay là tội phạm mang súng, bởi vì hắn là đầu mối của băng đảng tội phạm này, ẩn thân trong nội bộ công an chúng ta. Người này là ai? Tôi chỉ có thể cho mọi người một phán đoán sơ bộ thôi, nhưng tôi tin rằng phán đoán của tôi là đúng. Có khả năng đáp án của tôi sẽ khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hồ Khắc Cường. Tôi, Lão Lục đây. Anh tự đến à? Lão cũ và chị Lam ở đây không? Trả lời tôi đi. Đúng, tôi tự mình đến đây. Vào trong nói đi. Được lắm. Lão cũ, chị Lam, nhìn thấy anh không sao, tôi cũng yên tâm rồi. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn tìm anh và chị Lam đó. Lão Lục, cậu thực sự tìm chúng tôi sao? Đúng vậy. Hôm đó quá nguy hiểm chị Lam.
Tôi và lão cũ cùng nhau chạy ra ngoài. Tôi không nghe lầm chứ lão Lục? Hôm đó cậu và tôi cùng nhau chạy ra ngoài sao? Sao tôi nhớ là một mình cậu chạy trước mà? Nếu không có Hạo Tử, có khi tôi đang ngồi trong nhà giam rồi đó. Đúng là cùng nhau chạy mà lão cũ. Hạo Tử cũng ở đó. Lúc đó tôi chạy phía trước, mọi người ở phía sau. Lúc tôi phát hiện không thấy mọi người nữa, tôi có quay lại tìm nhưng mà trời quá tối, khắp nơi đều là cảnh sát. Sau đó tìm tới tìm lui, tôi cũng lạc đường luôn. Chị Lam à, lão cũ, nghe thấy chưa? Mấy ngày không gặp, lão Lục cũng có bản lĩnh lớn hơn rồi, ngày càng biết cách nói chuyện hơn rồi đó. Tôi thừa nhận, hôm đó tôi không trượng nghĩa, nhưng mà tôi hiểu rất rõ, người như tôi mà để cảnh sát bắt được, kết quả chỉ có một: 10 năm ngồi tù. Cảm giác đó rất đáng sợ lão cũ à. Tôi thừa nhận, Khâu lão Lục tôi hèn hạ. Lão Lục à, cậu từng thay tôi ngồi tù 10 năm. Việc này suốt đời này tôi sẽ không quên đâu. Lão cũ à, sẽ không như vậy nữa, sẽ không có lần sau đâu. Alo. Đợi chút, anh tự nói với lão cũ đi. Lão cũ, tôi đây, nói đi. Được, tôi biết rồi. Lại xảy ra chuyện gì? Không có gì. Lão cũ à, Hạo Tử, anh Lục. Anh Lục à, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Làm chúng tôi lo lắm đó. Hôm đó là cậu giúp lão cũ thoát ra phải không? Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilmTV. Vất vả rồi cậu em, qua đây ngồi xuống đi. À không không, anh ngồi đi. Mấy hôm nay tôi không liên lạc được với ai hết. Tôi mới chợt nhớ ra khu này của Thiên Cương, nên chạy tới đây tìm lão cũ. Thì ra ai cũng biết đến vùng đất phong thủy này của Thiên Cương. Nếu mà không phải có Mã Sang, chắc tôi mất liên lạc với tổ chức luôn rồi. Tốt rồi, vậy là tốt. Giờ chỉ còn thiếu anh Phong. Nếu anh Phong ở đây, anh em mình đều đông đủ hết rồi. Đúng vậy. Hạo Tử, từ nay trở đi cậu và lão Lục là tay trái tay phải của tôi. Dạ, dạ.